Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, tại Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, Sở Văn hóa Thể thao đã phối hợp tổ chức hội thao khối lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023. Hội thao lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm nay thu hút 400 vận động viên là cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ của 11 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở năm môn, bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền nam, bóng đá mini nam, quần vợt và kéo co nam nữ. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, sự nỗ lực, quyết tâm của các vận động viên đã tạo nên không khí thi đua sôi so nổi trong những ngày qua. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba ở mỗi môn thi đấu cho các đội có thành tích xuất sắc. Tại buổi lễ bế mạc, ban tổ chức trao cờ đăng cai hội thao lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024 cho đơn vị trại giam suy mộc.